Thưa quý vị, phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Hưng phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện đóng góp quỹ vì người nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Là một trong những hộ được hỗ trợ nhà đại đoàn kết từ nguồn quỹ vì người nghèo, vợ chồng anh Hồ Tấn Đạt, ấp Ngã Tư, xã Hương Điền B, không còn phải nơm nớp lo sợ nhà sập bất cứ lúc nào mỗi khi mùa mưa đến. Căn nhà mới được xây dựng kiên cố từ sự góp sức chung tay của cộng đồng, giúp vợ chồng anh Đạt có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Hỗ trợ được 50 triệu cắt cái căn nhà mới đặng em đi mằng này kia, cũng yên tâm vợ con ở nhà không bị mưa dột. Chứ mình ở cũng được lâu dài chứ không phải như cái nhà cũ. Nhà cây giờ là mối ăn là mau hư lắm. Trong năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện đã vận động quỹ vì người nghèo được hơn 1 tỷ 500 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện triển khai hỗ trợ xây dựng mới 29 căn nhà đại đoàn kết trị giá hơn 1 tỷ 400 triệu đồng, sửa chữa 8 căn nhà trị giá 77 triệu đồng và hỗ trợ phát triển kinh tế cho 82 hộ với số tiền gần 60 triệu đồng. Tới năm 2024 thì chúng tôi tiếp tục kêu gọi các mạnh thường quân trong và ngoài huyện cũng đồng hành với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Hưng cũng như ban vận động người nghèo để chăm lo giúp đỡ cho các cái hộ nghèo là có căn nhà để ăn cư lập nghiệp, để ổn định cuộc sống gia đình. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Tân Hưng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện tiếp tục tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn, thực hiện đúng phương châm, công khai minh bạch, đúng đối tượng, không để ai bị bỏ lại phía sau.